Thực hư tin đồn Trấn Thành xích mích với em trai Sơn Tùng. Mới đây, Trấn Thành chính thức lên tiếng về tin đồn anh có xích mích với Mono, em trai của Sơn Tùng MTP. Theo đó, trên trang cá nhân, Trấn Thành đã đăng tải những bức ảnh anh chụp cùng với Mono. Hai nghệ sĩ vô cùng thân thiện với nhau. Trấn Thành còn gửi gắm đến khán giả, không có đồn bậy nữa nha, tội nghiệp tụi em, mất tình đồng nghiệp hết. Tôi luôn muốn nâng đỡ và ủng hộ những tài năng trẻ có triển vọng và sống tử tế trong nghề. Bên cạnh đó, ông xã Harry luôn dành nhiều lời khen cho Mono, bản thân tôi thấy Mono là ca sĩ đầy tiềm năng. Nhạc bạn ấy có cá tính riêng, tôi thích. Bạn ấy ngoài đời cũng rất lễ phép và dễ thương nữa. Nên mọi người đừng đẩy câu chuyện đi quá xa sự thật nhé. Thường thì ủng hộ nhau nào, như thế tích cực và vui hơn. Trấn Thành cũng không quên chúc Mono thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Đáp lại những tình cảm quý mến của đàn anh, Mono cũng để lại bình luận cảm ơn và khẳng định bản thân luôn cố gắng từng ngày. Mono là em trai của nam ca sĩ Sơn Tùng MTP. Năm nay anh 22 tuổi, mới bước chân vào con đường nghệ thuật được vài tháng. Ban đầu, tài năng của Mono khiến công chúng hoài nghi bởi xét về giọng hát cũng như kỹ năng biểu diễn trên sân khấu, anh vẫn còn một số hạn chế. Thuận lợi của Mono là có anh trai nổi tiếng Sơn Tùng MTP. Điều này giúp nam ca sĩ mới ra mắt đã nhận được sự chú ý rất lớn từ công chúng, truyền thông. Tuy nhiên, càng về sau, Mono càng chứng tỏ được tài năng của mình. Không chỉ ra mắt album nhiều ca khúc ngay từ khi ra mắt mà vũ đạo của anh chàng cũng tạo thành trào lưu trên mạng xã hội. Ca khúc nổi tiếng nhất của Mono tính đến thời điểm này là Waiting For You.